Ở đây có con nhái nữa cả nhà. Mình chụp nha, con nhái là mình mới bắt là mình chưa có bỏ vô luôn á. Cháu mình nó thấy giò sấy luôn cả nhà ơi, nhảy rồi. Nhảy ra đây rồi. Anh cháu mình nó mới thấy thêm con rắn nữa cả nhà, rắn hổ hành nha. Đâu? Đặt đặt chạy quá. Bỏ vô đi. Rắn hổ hành nè cả nhà. Hổ hành con nha. Đầu màu trắng. Chiếu chiếu nè cả nhà. Đó. Thấy không? Thôi mình thả cả nhà ơi. Cái cổ nó có khoang luôn nha, khoang trắng nè. Cái này là hổ hành nha, không có độc nữa nha. Cái hiền khô rồi nó không có cắn nha. Mình thả nha. Hổ hành con. Thấy nó bò không? Mình đi tiếp nha. Nãy giờ 5 suất con rắn rồi đó nha. Con đêm mà da động này nhiều rắn lắm. Mùa mưa mà, đầu mùa mà. Cái da sinh sản cả nhà. Với lại nó kiếm mồi nó ăn ban đêm nè.